Chào mọi người nha, nay đưa mọi người đi xem ngôi nhà hoa hồng. Lúc nãy ở phía ngoài mình mới bước vào, mình thấy có rất là nhiều hoa hồng. Thật sự thì mình cũng không có rành về các cái loại hoa hồng ở đây cho lắm nha. Cho nên là mình quay với tư cách là review cho anh em xem hoa hồng thôi. Chứ còn có nhiều giống mình lần đầu mình mới thấy mặt hoa. Bởi vậy mình không có nhiều kiến thức về nó, chủ yếu là review cho anh em xem các cái mặt hoa của nó thôi. Ở đây anh em xem cái hoa này ha, nhìn đã không? Đây dạng kiểu như bông chùm. Cái hoa nó sắp tàn rồi đó mọi người. Tuy nhiên là mình thấy vô hình nó vẫn đẹp. Này hồng nhung nha. Thường thường là những màu đỏ mà vô trong khi mình quay á, nó không có được thật màu cho lắm. Trời đẹp đúng không? Cái này màu vàng nha mọi người. Màu vàng. Cái hồng đây ngày xưa có cái tên gọi là hồng hay da, có nghĩa là ở mặt trên có màu hồng như mọi người thấy đó, mặt dưới nó màu trắng á. Lúc trước nhiều người gọi là hồng hay da nha, còn thật sự thì nó tên màu gì, tên gì mình không rõ lắm. Này đẹp nè. Trời ơi đẹp đúng không? Cái này mùa hồng. Có lẽ là thời tiết bây giờ cái hoa hồng nó họ chăm không có được tốt cho nên mọi người thấy là nó bị như vậy nè. Bị hư á. Đa phần là mình thấy như vậy á. Nhìn cái màu hoa này đã đúng không? Nè, hoa hồng trắng. Đây là màu màu hồng. Đây là màu vàng nè mọi người. Ở đây mọi người sẽ thấy là ở đây là người ta trồng cái gốc tàu đúng không? Thân gỗ nha mọi người. Thân gỗ thì là mọi người thấy nó kiểu to kia không? Màu khá là đẹp. Nếu mà nói hoa hồng ở đây mà đẹp á nha, thì nãy giờ gọi là đẹp xuất sắc á, nãy giờ mình chưa thấy có cái màu nào đẹp xuất sắc. Chỉ là đẹp thôi. Tại vì thứ nhất là mọi người thấy nè, họ chăm không có được tốt á, nó bị kiểu giống như là nó bị đen đen này ha. Nhìn nó không có cảm tình. Ở đây
dạng hầm chùm nha, chùm màu giống như màu cà rốt vậy đó. Trời ơi, đi có thể dùng cái từ siêu bông luôn đó nha. Trời, siêu bông á, chân phải dẫn. Nhiều quá. Đây nè. Trời ơi. Nhìn nó đẹp không? Mình nhắc lại là mấy cái hoa này mọi người, là mình chưa có giống nha. Mình đi là review cho mọi người xem thôi, chứ thật ra là hoa này mình chưa có giống đâu. Tại vì một số anh em mà khi mà mình mình up hình lên, anh em sẽ hỏi là mình là giống. Biết thơm không ta? Không có thơm nha mọi người. Cái dòng này mình thấy nó không có được thơm. Không có thơm chứ không phải được thơm gì. Ở kia nó có cái bông hồng nè. Trời ơi, đẹp ghê chưa mọi người. Dùm to quá cái nó kiểu nó rung rung. Bớt rung rồi nè. Này đẹp nè. Cái giống này ở chỗ mình có này nha. Cái giống này ở chỗ mình có nha mọi người. Cái hoa màu này là nó thơm nhẹ nhẹ thôi, chứ nó không có thơm nặng. Ở đây mình thấy có loại nhung đang thui luôn kìa. Trời ơi. Ở kia nó có màu tím nè. Ở chỗ mình mà hoa màu tím như vậy là nó thơm á, nhưng mà không biết cái dòng này có giống với chỗ mình hay không. Tại vì họ trồng mình thấy nó mọc, chỗ mình thì trồng thì nó hơi ốm ốm. Wow, để mình quay cho mọi người xem cái chùm này. Trời ơi, thơm không ta? Không thơm. À, đẹp mọi người. Mọi người xem kênh mình lâu nay mà chưa có đăng ký thì nhớ đăng ký giúp mình một đăng ký nha mọi người. Có động lực. Có động lực để review cho mọi người đi, mọi người xem nên này nên kia. Chắc mình vô mình quay cái này cho mọi người xem. Wow, có hoa này đẹp kinh không? Trời, mình thấy cái bông này đẹp nè. Đúng đẹp luôn á. Bông này đẹp ghê không?
Đây siêu bông nha. Trời ơi, 30 cái bông có. Thôi mình vòng vòng quay cho mọi người xem nha. Còn bây giờ mình kết thúc cho mọi người. Mọi người thấy kênh mình hay ý nghĩa thì nhớ đăng ký nha. Giờ chào tạm biệt hết.